Rất là chào mừng các bạn đến với cả buổi đọc truyện ngày hôm nay của mình. Ngày hôm nay, mình sẽ gửi tới các bạn một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan với tựa đề Cô Kếu, Gái Tân Thời. Một câu chuyện khá là ngắn. Mong các bạn sẽ cùng lắng nghe và có những giây phút vui vẻ. Sau đây sẽ là nội dung của câu chuyện Cô Kếu. Nhưng cô có nhận cái tên ấy nữa đâu. Kếu là nghĩa thế nào? Nghĩ bao nhiêu cô lại oán trách cha mẹ không đặt cho cô cái tên mỹ miều. Mà chữ nho nào thiếu gì tiếng hay. Sao cô chịu mang cái tên nôm na xấu xí ấy mãi? Nhất là đi ngoài phố hay là ở chỗ đông người mà mẹ cô gọi Kếu ơi, thì cô đỏ mặt tía tai, hậm hực, lấy làm ngượng quá. Lại còn những chị em bạn cô mới ác làm sao. Cứ những lúc ở bờ hồ hay thấy cô gặp một công tử quen nào là nhè ngay cái tên cúng cơm của cô ra mà réo quang quắc, rồi cười rúc rích. Nhiều lần cô đã lạy van xin rằng giữ sĩ diện cho cô mà gọi cái biệt hiệu cô mới nhờ người ta đặt hộ là Bạch Nhạn ấy. Nhưng mà các mẹ ranh tay ngược, cứ vờ quên để bêu cô mới tức chứ. Cô Bạch Nhạn, phải đấy, bởi vì cô đã thề độc đứa nào còn bêu cái tên cúng cơm của cô Bạch Nhạn buồn lắm. Vì cổ hủ hết cách, cái tên đã là ca yêu kêu sắc, lại còn ăn mặc lối cổ ấy, thế cũng mang tiếng là con gái hàng đào. Các bạn cô Bích Ngọc thì đã được mặc quần trắng và áo sáu khuy. Cô Song Khuê đã được cạo răng đến ngay như cô Mộng Lê, mà bà cụ cũng chịu để cho đánh phấn và mặc áo màu nữa là. Ấy là cô chẳng dám so kè với cô Minh Nguyệt, được mẹ chiều chuộng quá, mà cho phép đi học cả nhảy đầm ở nhà bạn trai đấy. Thế mà cô Bạch Nhạn ta, úi chà, động có chải cái tóc xòe xòe ra một tí là bị chửi liền. Ức nhất là quanh năm cô chỉ được mặc đồ thâm như người có trở, trông tối sầm như bà cụ ấy. Giá cô không mua cái khăn nhung và nhờ bà mợ vờ đem lên cho, thì có lẽ bây giờ cô còn phải chít cái khăn sa tanh trông như con sen con nụ. Cô bực mình quá. Sao lại có bà cụ nghiệt như mẹ cô bao giờ? Bà cụ tưởng cứ đánh phấn với mặc áo màu là đĩ cả đấy. Bà cụ biết đâu rằng các cô gái non bây giờ mỗi năm một mốt thay đổi xoành xoạch, thi nhau mặc quần nọ áo kia. Mà có phải nhà cô nghèo kiết gì cho cam? Tiền của nhà cô tưởng có sắm ăn sắm mặc bằng mấy người ta cũng còn thừa nữa là. Nhưng bà cụ cứ bắt na bắt nét, bắt tập những nếp ăn ý ở, bắt học những câu nói việc làm. Một hôm cô rình lúc bà mẹ ngủ, mới khẽ lấy hộp phấn cô ti mà cô nhờ người mua hộ vẫn cất kỹ ở trong hòm. Cô đánh mặt cho rõ trắng, bôi cả nốt ruồi giả bên cạnh má. Cô ngồi soi gương, ngắm đi ngắm lại một mình độ nửa giờ, rồi lại phải đi rửa mặt cho thật kỹ mới dám đi ngủ. Năm nọ cô giấu mẹ sắm ngầm một cái áo lam, nhưng cô chẳng mặc thật lần nào.
đến bây giờ, màu ấy lại là màu cổ mất rồi. Những lúc cô có việc đi cùng chị em bạn, thì tự cô thấy ê chề nhất đám vì cách ăn mặc của mình. Cô than thở thì cô song khê xui rằng: tội gì, có tiền cậu cứ sắm văng đi, mẹ cậu có giết được cậu đâu mà cậu sợ. Nhưng cô không dám liều thế, vì lỡ bị mẹ chửi thì cũng khổ. Cô Bích Ngọc cũng phàn nàn hộ cô mà rằng: ở đời này mà cứ ăn mặc theo lối cổ thì bất quá lấy được anh giáo học là cùng. Những thằng cao đẳng nó chỉ ưa tân thời thôi. Thấy bạn vẽ cái tương lai, cô lại thở dài, oán cái nền nếp nhà cô. Sao trời đã sinh ra cô là con gái, con gái phố Hàng Đào. Con gái phố Hàng Đào có nhan sắc, con gái phố Hàng Đào có nhan sắc của một nhà giàu. Con gái phố Hàng Đào có nhan sắc của một nhà giàu, đương thì đào tơ mơn mởn, mà không được sinh trưởng vào một gia đình được ăn mặc tự do, để được xứng đáng với từng ấy cái mà cô được hơn người. Cô bực quá, cô bực. Thỉnh thoảng cô ngồi trong hàng, ló mắt ngắm các tiểu thư đi qua mà đâm ghen. Nhiều cô thực là xấu, cái môi cong tớn, cái mắt ốc nhồi. Thế nhưng thế mà ăn mặc đúng mốt tân thời thì trông không thấy xấu nữa. Thế thì cô tuy trẻ và đẹp, nhưng vì ăn mặc đen thì có lẽ cái nhan sắc cũng bị tiêu đi mất chứ còn gì. Gớm, thế thì chán thật. Cô thèm quá. Năm nào cô cũng lên hàng ngang vài chục lần để xem hàng mặc mới. Nhiều thứ đẹp và rẻ lắm. Cô ước ao, cô dở tung cả cuộn của người ta ra mà ướm vào mình. Đứng trước cái gương, ngắm nghía thật kỹ. Cô lấy làm thích lắm. Rồi cô lại nhà bạn, mượn áo mới may để mặc thử. Rồi đi lấy dáng tha thướt, thì ai cũng phải khen. Bạch Nhạn, nó mặc tân thời, ăn nắm nhỉ. Thử cởi cái áo quần thâm ra xem nào. Rồi họ lại nói: ừ, ra cứ mặt trái xoan và người thon thon thì ai mặc quần trắng áo màu cũng nổi. Mỗi bận cô được khen như thế thì về nhà cô lại đâm nghĩ. Cô mơ màng đến ngày cưới cô. Quyết thế nào cô cũng xin mặc quần trắng và áo sa tanh hồng thêu hoa to bằng cái bát. Rồi cô tưởng tượng đến người bạn trăm năm của cô, trẻ, đẹp, đây đà, cứ chiều chiều dắt cô ra bờ hồ hóng mát. Nhưng người ấy mặc quần áo tây phẳng lép, đầu trải thật bóng, mà cô thì cầm cái mũ cho chồng, mặc lối tân thời từ đỉnh đầu đến dưới gót. Cô mơ màng cho nên cô thèm quá rồi. Cô không chịu nổi nữa, cô đánh liều. Cô giấu bà cụ, sắm một mẻ toàn những thứ tân thời. Cô mua đôi giày cao gót mũi vá, may một cái quần lụa Nhật Bản có bốn nếp gấp ở lườn, lại khâu trái một cái đường ở ống, mà ống thì hẹp và vén gấu. Một cái áo sơ mi viền đăng ten và thêu hai bông hoa ở bên ngực.
Một cái áo cánh kín tà dài đến hông, cũng viền đăng ten xung quanh. Và một cái áo dài sặc sỡ, chi chít những hoa là hoa, vẽ rắc rối như thời cục nước tàu. Một cái ví đầm bằng da hung hung, trong có sẵn những đồ để trang sức. Cô sắm những thứ ấy, nhưng cô không dám để ở nhà. Cô gửi đằng chị Bích Ngọc ở phố Hàng Trống. Rồi từ đó, mỗi buổi chiều, cô thu thu hộp phấn vào bọc. Cô đến chơi nhà cô Bích Ngọc. Đến nơi, cô sổ khăn ra, lấy lược chải lại mái tóc, rồi rẽ lệch đường ngôi, rồi uốn lại mái tóc cho cong xuống và thò ra mang tai. Rồi cô bôi phấn khắp mặt, tai và gáy. Rồi cô vươn cổ ra để xoa cho đều. Rồi cô dề dài môi ra để tô son. Nhưng cô bạn dạy rằng đừng nên bôi cả vào bề dày của môi mà xấu. Phải làm cho cái miệng chúm lại, nghĩa là phải theo chiều môi mà vẽ đỏ một cái môi giả, mỏng và hẹp hơn làn môi thật, gọi là môi quả tim. Cô mặc quần trắng, xếp cho thẳng nếp, đứng ống. Rồi cô vận cái áo sơ mi, cái áo cánh và áo dài sặc sỡ, vuốt cho phẳng phiu. Xong đâu đấy, cô lận đôi giày mang cá, ôm cái ví đầm, đến trước tủ gương mà đứng. Cô quay đằng trước, cô quay đằng sau. Cô đi đi, cô lại lại. Cô uốn éo, cô thướt tha. Rồi cô đứng yên, cô ngắm, cô bàn, cô tán, cô bình phẩm. Cô khoái lắm. Rồi trong độ nửa giờ, ngắm chán, cô chụt hết bộ cánh ra, xin thau nước, lau kỹ cái mặt, rồi mặc quần áo thâm đi về. Ấy, chẳng ngày nào là ngày cô Bạch Nhạn không diện tân thời một mình, một lúc như vậy. Có thế, cô mới đỡ thèm, mới đỡ hậm hực. Nhưng những hôm mưa lướt sướt cả ngày thì cô nóng ruột quá. Mà cứ đến cái giờ ấy, quái lạ, cô nằm bẹp dí, chẳng thiết nằm cái phải gió gì cả.